bánh cà dẻ luôn hả anh? Dạ. Rồi không có dính em. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi. Bánh mì chả Quế 12.000 đồng một ổ ngay góc đường Triệu Quang Phục. Liễu xanh phố cập quanh vàng, trời lam trắng điểm một hàng cỏ bay, sông lòng mái tuyết non tây, việt ngô mua dầm đổ ngay cửa ngoài. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 6:30 sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019 và mình đang có mặt trên đường Hồng Bàng, quận 5. Mình mới vừa đọc bài thơ tuyệt cú của thi hào Đỗ Phủ, bản dịch Tương Như. Bây giờ chúng ta nói về chủ đề chính ha. Ngay khúc Hồng Bàng này, bên kia chính là Thuận Kiều Plaza. Và bên hông Thuận Kiều Plaza là một khu vực khá là nổi tiếng, đó là khu vực mà rất nhiều người chơi chim cảnh tập trung. Ở đó là khu vực mua bán chim các bạn ha. Và sáng hôm nay mình sẽ đi ăn hủ tiếu mì bò kho và xíu mại nước ở một cái tiệm khá là gần với Thuận Kiều Plaza. Thực tế là nó nằm ở góc đường của Triệu Quang Phục và Hồng Bàng. Cái tiệm hủ tiếu mì đó có lịch sử khá lâu đời và rất nhiều người gọi cái tiệm hủ tiếu mì đó là Dim Sum Chim. Sở dĩ họ gọi như vậy là bởi vì rất nhiều cô chú anh chị có thú chơi chim đến tiệm hủ tiếu mì đó để ăn sáng và trò chuyện, cho nên người ta gọi là Dim Sum Chim là vậy. Rồi, chúng ta cùng đi đến tiệm Dim Sum Chim ăn sáng các bạn ha. Người ta chơi chim thì ở Sài Gòn là bắt buộc là chỉ có cách là mua chim về thả trong lòng. Mình lại thích chim trời cá nước theo kiểu liễu xanh hó cập quanh vàng, trời lam trắng điểm một hàng cò bay. Rồi mình đi thôi mấy bạn. Và đây là tiệm điểm tâm 259 mấy bạn, ở số 259 Hồng Bàng, phường 11, quận 5 ha. Gửi xe bên trong luôn. Đây là Triệu Quang Phục. Rồi mình đi vô trong mấy bạn. Há cạo xíu mại quá trời. Bên kia có đó bánh cà dẻ luôn anh. Dạ. Rồi không có dính em. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi. Dạ. Đây hủ tiếu mì bò kho. Mình gọi hủ tiếu mì bò kho và xíu mại nước. Đây chào anh. Rồi. Đông các bạn ha. Cái hủ tiếu mì thập cẩm này nhiêu anh ta? 46.000 thôi. Còn cái hủ tiếu mì bò kho em gọi? 46.000 thôi. 46 luôn. Đây bò kho. Cái đồ đã chưa? Mình thích cái kiểu không gian này rất là dân dã. Đấy, cô chú lớn tuổi khá là nhiều đang đây ăn hủ tiếu mì. Rồi góc ngồi mày bên kia ha, anh kia bạn. Và đây là tô hủ tiếu mì bò kho có giá 46.000 đồng mấy bạn. Ở đây có sẵn một bình trà luôn.
Và đây là góc đường của Triệu Quang Phục và Hồng Bàng mấy bạn ha. Bên phía tay trái chính là trường trung học cơ sở Hồng Bàng rồi bệnh viện Hùng Vương. Ngay góc này bên phía tay phải chính là tiệm Điềm Sâm Chim. Rồi chúng ta bước vào tiệm Điềm Sâm Chim nha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo ha. Nước lèo khá đậm đà mấy bạn, vì cơ bản là ngọt nha, rất là dịu, có chút xíu mỡ phía trên thôi, nhưng mà không có gắt đâu. Ở đây về cái số lượng thịt bò và gân mình thấy khoảng độ như là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cục mấy bạn. Bây giờ mình sẽ xóc cái phần mì lên nha, để mấy bạn xem. Ở đây cọng mì và cọng hủ tiếu mấy bạn. Rồi để ăn thử xem. Cọng mì dai dai sực sực, hủ tiếu bản nhỏ mấy bạn. Tuy nhiên về cái độ dai và độ sực của cái cọng mì thì không có, nó không có dai và sực lắm, cũng có thể là do nãy giờ mình để ăn hơi lâu á. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần thịt bò và phần gân bò nha. Thịt bò thơm mấy bạn, thơm và mềm, cái phần gân bò ăn sực sực đã ghê á. Ở đây có thêm muối tiêu, ớt sắc và chanh ha. Muối tiêu chanh, mặn mặn, chua chua, thêm phần ớt cay ăn rất là đã. Chấm cho miếng bò nha mấy bạn. Rồi, mình ăn hết cái tô hủ tiếu mì bò kho này nha. Đông ghê. Mình gọi thêm đến đây một phần xíu mại nước có giá 34.000 đồng. Ở đây thì khi mấy bạn gọi phần điểm tâm thì họ sẽ mang lên luôn cả phần há cảo nữa, tức là đầy đủ xíu mại há cảo, thì há cảo cũng giá 34.000 đồng luôn. Tùy mấy bạn thôi, mấy bạn ăn nhiều thì cứ ăn, rồi họ sẽ đến họ tính tiền ha. Đây cái viên xíu mại nước khá là lớn mấy bạn. Ở đây có sa tế và giấm nữa nha. Mình sẽ ăn cái phần xíu mày nước trước, rồi để xem có ăn cái phần há cảo với không. Chủ này ở đây ăn nguyên tô hủ tiếu mì siêu quách, quá trời. Mình chở nó qua cho mấy bạn xem nè. Đó, một cục rất là lớn, xíu mày lớn các bạn ha. Cái viên xíu mại nước này mấy bạn, cái phần thịt á, họ làm họ rất là chặt, như là nén nó chặt á, rồi là dùng cái muỗng sắn nó xuống mấy bạn ha. Nói chung là ăn nó vừa dai vừa mềm, mà ăn cái cảm giác khá là đã. Cái vị của nó nếu mấy bạn ăn không thì có cảm giác là ngọt, mặn, nhưng cái phần mặn nó sẽ nghiêng mặn, nghiêng cái phần mặn hơn ha. Ăn không thì hơi thấy nó hơi mặn chút xíu, nhờ chấm vô cái phần giấm chua thì nó sẽ hài hòa, hoặc là kết hợp ăn với bánh mì đó. Ở trên đó có thêm một cái miếng sườn nữa, thì cái miếng sườn đó là cái vị cơ bản đó là ngọt. Mình thấy cái viên xíu mại này cũng khá là ngon nếu trong trường hợp ăn với bánh mì. Phần sa tế ở đây có cái vị khá là mặn mấy bạn nha. Do nó khá là mặn cho nên khi mấy bạn ăn cái phần xíu mại này nè, tốt nhất là không nên chấm thêm, bởi vì bản thân ăn không thì nó đã cũng có vị mặn mặn rồi. Ở đây trà nóng, mình thích cái phần trà này. Về cái độ cay của cái sa tế nha, nó cay nhẹ nhẹ thôi. Bạn nào thích ăn cay hơn thì lấy thêm cái phần ớt sắc. Mình đi qua cái quầy nước bên kia xem coi ngoài trà ra còn gì nữa. Thấy khó bốc lên rất là đã. Nói chung cái cảm giác mình có được ở đây rất là yên bình mấy bạn. Giống như trở lại Sài Gòn của vài chục năm về trước vậy đó. Đây là cái cảm giác rất là hay. Thực ra mình thích những cái không gian như thế này nè, không phải là những cái tòa nhà cao tầng. Ở đây chỉ bán hồng trà với lại cà phê sữa đá thôi. Mình có tưởng là bán thêm cái phần sữa đậu nành chứ.
cô lớn tuổi rồi. Dạ. Và đây là ly hồng trà chanh có giá 10.000 mấy bạn. Trước khi mình nặng chanh vô á, mình uống thử một ngụm thì cái vị trà rất là đậm mấy bạn, và nó có cái độ ngọt sẵn rồi do có bỏ đường rồi. Rồi dắt hai miếng chanh vào uống rất là ngon mấy bạn, ngọt ngọt chua chua, đậm vị trà. Mình thấy là sau khi ăn cái món xíu mại có vị mặn rồi thì uống cái ly trà chanh này rất là đạt. Mấy bạn, mình vừa nói chuyện với cô ở cái quầy nước mệnh á, cô lớn tuổi mệnh á, thì mình hỏi tiệm bán được bao nhiêu năm rồi thì cô nói khoảng độ hơn 30 năm rồi ha. 30 năm. Về thời gian mở cửa của tiệm hủ tiếu mì này là buổi 6 rồi sớm mấy bạn, từ 5 giờ 45 sáng là đã mở rồi. Và sẽ phục vụ tới khoảng độ 11 giờ sáng nha. Nãy giờ mình nhìn cái cốc cây đằng kia và nhìn khá là lâu, bây giờ mới để ý là nó chính là lê kỳ ma mấy bạn. Cây lê kỳ ma hay là quả trứng gà đó. Đó. Cốc thời gian ha. Sở dĩ mình biết được là lê kỳ ma là bởi vì mình thấy có cái quả phía trên nè, và nhìn kỹ cái lá lại. Cho em thêm con tôm đi, lát em tính thêm tiền hả chá. Chợ hãng phân và chung cư hãng phân ở quận 4, một công trình đã có lịch sử hơn 50 năm và hiện tại đang trong tình trạng xuống cấp nặng nề. Tuy nhiên khu chợ rất là vui. Thank you.
Chào các bạn, hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2019 và mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Mấy bạn vừa xem một cái clip độ dài khoảng 9 giây về những người công nhân xây dựng ở trên một cái công trình chung cư ở quận 8 ha. Trời mưa họ vẫn làm việc và mình trời mưa cũng đi làm luôn. Và công việc của mình chính là đi ăn. Sáng hôm nay thì mình sẽ đi ăn hủ tiếu mấy bạn. Và mình sẽ đi ăn hủ tiếu trong một con hẻm đã có tuổi đời cả trăm năm rồi. Và đó chính là con hẻm Hào Sĩ Phường. Cái xe hủ tiếu thì nằm trong cuối ngõ luôn, cuối con hẻm. Hủ tiếu thì theo nhiều người nhận xét là chỉ bình thường thôi. Nhưng mà được cái là cái không gian trống rất là đẹp. Và thứ hai là yên tĩnh. Trong một con hẻm 100 năm tuổi thì ăn hủ tiếu nó cũng có cái chất, cái vị của nó. Rồi, mình mời các bạn cùng mình đến hẻm Hào Sĩ Phường ăn hủ tiếu. Và đây là hẻm Hào Sĩ Phường các bạn ha. Ở số 206B Trần Hưng Đạo. Phía trước có một xe hủ tiếu. Cuối hẻm sẽ có một xe hủ tiếu, mình sẽ đi vô cuối hẻm. Hôm trước mình có quay video ở đây rồi, vào một buổi chiều mưa. Mình sẽ quay lại chút xíu cảnh cho mấy bạn xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên cầu thang và nhìn xuống, ở trên nhìn xuống rất là đẹp. Đây mấy bạn, buổi sáng rất là yên bình. Rồi, chúng ta đi xuống nha, đi ăn hủ tiếu. Dạ. Không quen không? Ôm nó chụp hình luôn. Ôm nó chụp hình luôn hả? Wow. Kiki, Kiki. Kiều Lê rồi đó kìa. Kiki. Kiều Lê rồi. Lo ăn cơm rồi. Đói rồi. Đói rồi. Đói rồi. Đây thu ngò là. Góc già yên bình mấy bạn ha. Và cuối hẻm chính là cái xe hủ tiếu á. Mình để xe đó nãy giờ rồi. Bà bác ở đây bữa mình nhớ là như là 80 mấy 90 tuổi rồi đó. Góc nhà này bữa mình có quay nè. Quyển thích cái cây nho ở đây nè. Đây cuối hẻm. Đây còn thuốc quả ha. Hủ tiếu mì Minh Ký ha. Dạ, hủ tiếu Hoành Thánh về cho thêm phần xá xíu. Dạ. Hủ tiếu mì mà phải không? Dạ, hủ tiếu mì á. Dạ. Ừ. Chị em mình bán buổi sáng rồi đúng không? Đúng rồi, Thank you.
粉啊，河粉去云吞啊。嗯。今我切晒叉烧出嚟啦。cho em thêm con tôm đi, lát em tính thêm tiền hả cha. Bên trong là chủ yếu cô chú này cũng là người Hoa không à? Đây lý do sao mà đây là 30.000 mấy bạn, đây là hủ tiếu xương thịt, tô của mình là 40.000. Đây mấy bạn, hủ tiếu xương nè, hủ tiếu xa xíu nè, hủ tiếu hấp cẩm nè, hủ tiếu hoành thánh là 30.000 đồng ha. Thêm hủ tiếu tôm mà cực 32.000 đồng, của mình là huyên hoành thánh và thêm một con tôm nữa 40.000 đồng. Đây. Rồi, mình vô trong ăn hủ tiếu. Cận cảnh tô hủ tiếu hoành thánh tôm 40.000 đồng. Rôm rã các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo ha. Ở đây có thêm một ly trà đá nữa nè. Mình ngồi xuống là A Di mang đến trà đá liền. Hình như là miễn phí. Rồi xem nước lèo như thế nào đây. Ngọt thanh mấy bạn ơi. Nước lèo này mình thích. Ở đây có thêm chút xíu tỏi nè, mỡ hành nè, hành lá nè, những cái tép mỡ khá nhiều. Mình thích tép mỡ để ăn thử nha. Tép mỡ rất là ngon, phần tỏi phi cũng thơm nữa. Và không có bị khét nha, rất là vừa tới. Bây giờ mình sẽ xóc cái phần hủ tiếu lên, hủ tiếu mì lên. Sợi hủ tiếu của bạn nhỏ, sợi mì khá là mượt các bạn, như là cho thêm một chút xíu dầu vô trong cái lớp mì á, và cũng tương đối là dai. Bây giờ mình sang cái phần hoành thánh. Khách ăn quen một hai lần ở dưới chỉ hiểu ý rồi. Hoành thánh ngon các bạn, phần nhân thịt bên trong cái vị ngọt chủ yếu từ thịt. Rất là vừa phải. Có chút xíu tiêu nữa. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần xá xíu và phần tôm. Tôm tươi, thịt dai mấy bạn. Kích cỡ của con tôm là khoảng độ ngón tay út các bạn ha. Của người trưởng thành đó. Miếng xá xíu mềm, thơm. Bị ngọt nhẹ. Mình thích cái phần xá xíu này luôn. Nhìn chung cái tô mì này mình lại thấy ngon các bạn. Anh Trương Cẩm Cường trên nhóm Chợ Lớn Sư Bà Nai thì anh đánh giá cái tô hủ tiếu mì này mức độ bình thường thôi, nhưng mà mình lại đánh giá ngon. Cái phần sa tế cay cay, phần ớt sắc rất là cay nha. Rồi mình ăn hết cái tô hủ tiếu mì Hoành Thánh này nha. Trong nhà của A Chế có cái hồ cá đẹp lắm nè, cá chim. Được bà con. A Chế nói là bán hàng ngày luôn, kể cả ngày rằm ha. Một năm là 362 ngày, chỉ trừ lại 3 ngày Tết thôi. Mình thích cái tiệm hủ tiếu nhỏ này bởi vì cái không gian bên trong và không gian của con hẻm, đặc biệt là A Chế đây rất là tình ý. Cái số lượng khách của A Chế tức là vừa phải thôi, và từ là khách quen cho nên A Chế hiểu ý được của từng người luôn á.
biết họ đến là họ sẽ ăn cái gì và có cần đậu hành hay là cần gì thêm không, biết hết. Wow, những cái nồi nước lèo đã quá. Đợi con xíu nha bố. Ồ, quá trời thịt. À, cái này gà với thịt heo của anh. Dạ. Rất là đông luôn các bạn. Và đây chính là khu Nhị Tỳ Quảng Đông ngày xưa mấy bạn. Bây giờ nè mấy bạn thấy nè, trước mặt mấy bạn nè, đây là trường mầm non quận 11. Có thể nói là cái khu Nhị Tỳ Quảng Đông là được bọc bởi các con đường là Lãnh Binh Thăng, Lò Siêu, rồi Sớm Đức, rồi Thái Phim các bạn ha. Một khoảng đất khá là rộng lớn. Lại hôm nay vô tình ghi được cái cảnh rất nhiều học sinh năm tháng 9, nhiều kỷ niệm. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019. À, 5 tháng 9 có nghĩa là hôm nay là ngày khai giảng các bạn ha. Ngày khai giảng năm học mới. À, sáng hôm nay thì mình sẽ đi ăn hủ tiếu bò kho. Có một dạo mình nhớ như là khoảng độ hơn một tháng trước thì có hai vị là quản trị viên của nhóm Chợ Lớn Xưa Nay, thì hai anh chị có nói về hủ tiếu bò kho. Thì họ nói là tiệm nào ngon hơn trong các tiệm ở Sài Gòn và Chợ Lớn, thì trong đó họ có nhắc tới một tiệm, đó là tiệm Lan nằm trên đường Nguyễn Án, quận 5. Thì một trong hai vị là anh Trương Cẩm Cường thì anh rất là khen cái tiệm Lan này. Phải nói là cũng cả hơn cả tháng rồi anh nhắc đi nhắc lại mà mình cũng quên đi. Thì sáng hôm nay mình quyết định là mình sẽ đến tiệm của chị Lan để ăn hủ tiếu bò kho. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm chị Lan nha, cũng gần đây thôi. Hiện tại là mình đang có mặt ở trên cầu Trà Và nè, hướng này hướng quận 5 rồi. Bên đây có một cái chung cư cũ, mấy bạn thấy không? Đó, số 6 Vạn Kiếp, phường 10, quận 5. Rồi, chúng ta đi. Hiện tại mình có mặt trên đường Trần Hưng Đạo ha. Và ở đây chính là đình Minh Hương Gia Thạnh mấy bạn. Được xây từ năm 1789. Tôi nghĩ đây là một trong những ngôi đình cổ xưa nhất của người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Từ đây mình đi lên ngã ba phía trước chính là đường Nguyễn Án mấy bạn. Quẹo phải vào Nguyễn Án là sẽ tới tiệm hủ tiếu mì bò kho của chị Lan ở số 5 Nguyễn Án. Và đây là con đường nhỏ Nguyễn Án mấy bạn.
tiệm hủ tiếu mì bò kho chị Lan ở đây, số 5 Nguyễn Án nha. Mấy bạn để ý nha, có hai tiệm hủ tiếu mì nha, số 3 và số 5, mình vô số 5 nha. Đấy. Sắp Trung Thu rồi. Quà giấy. Cho em tô hủ tiếu bò kho nha. Mì luôn, hủ tiếu mì bò kho. Hủ tiếu mì bò kho là bao nhiêu tô anh hả? Ở đây anh là 50 anh. 50 hả? Còn có loại thập cẩm? Ờ, thập cẩm cũng 50 anh. Dạ. Wow, những cái nồi nước lèo đã quá. Ủa rồi con, xíu nha bố. Ồ, quá chị tình. À, cái này gà với thịt heo anh. Dạ. Rất là đông luôn các bạn. Đông quá. Và đây là bên trong nhà mấy bạn. Có thể ở ngoài hoặc là ngồi trong ha. Đấy. Ở đây bán cầm vắt nước mía nữa. Đông lắm rồi, nãy giờ mình vẫn đang đợi cái tô hủ tiếu mì bò kho. Rất là thích cái không gian ở đây. Rồi nhớ tới cái tiệm hủ tiếu mì và điểm xâm chim ở góc Triều Quang Phục và đường Hồng Bàng nữa. Một cảm giác như nó xưa xưa. Đấy. Liên tục. Cái vui là ở chỗ những cái xe mình bên kia ảnh chỉ liên tục, tay liên tục luôn, nhiều người đợi. Hỏi nghi ngút. Anh đang làm cho em hả? Đúng rồi, hủ tiếu mì. Dạ dạ đúng rồi. Không anh. Wow. À, gần nạc luôn chị. Dạ. Chị là chị Lan hả? Dạ.
có anh Cường trên nhóm Chợ Lớn Sư Nam giới thiệu, anh nói ngon lắm. Hôm nào em trở lại ăn thêm hủ tiếu thập cẩm. Cái tiệm kế bên xém chút xíu lộn rồi, là cái số 3 hả? Nhưng mà hai tiệm đó có liên quan gì nhau đúng không chị hả? Là Minh Ký mà đây là dạ. Và đây tô hủ tiếu mì bò kho 50.000 đồng các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo trước ha. Nước bò kho, nhìn cái tô bò kho những cái màu rất là đã. Và ở đây nước lèo nấu theo vị hoa mấy bạn ha, ngọt rất là dịu chứ không có gắt nha, nhẹ nhẹ thôi. Mình xóc cái phần mì và hủ tiếu lên mấy bạn xem. Trước đó mình đếm được cái có hai cái cục gân nè và ba cục thịt ha, hai cục gân khá là lớn, ba cục thịt vừa thôi. Rồi mình xóc cái phần hủ tiếu và mì lên. Cộng hủ tiếu nhỏ, bây giờ mình ăn cộng mì nha. Cộng mì cũng khá là dai mấy bạn. Mình sẽ ăn tiếp cái phần thịt bò và phần gân bò. Miếng thịt bò và cái cục gân rất là ngon mấy bạn. Cái miếng bò rất là mềm và rất là thơm. Cái quan trọng mình nói là cho nó cái độ thơm của miếng bò đó, nghe rất là rõ luôn. Và trong cái phần gân bò nữa, nấu đến mức độ nó cũng khá là mềm và ăn nó sực. Nó là cái trong cái tô hủ tiếu mì bò kho này mình thích nhất chính là cái phần thịt bò, phần gân bò. Còn cái vị nước lèo là heo chuẩn hoa nha, ngọt ngọt thôi, tức là dịu rất là nhẹ. Bạn nào thích ngọt ngọt có thể cho thêm cái phần tương nè, tôi đây tương ngọt nha. Mình bắt miếng chanh, cho chút xíu sa tế, rồi thêm ớt sắc nữa, ớt sắc rất cay. Nói chung là chua chua ngọt ngọt cay cay. Mấy bạn lưu ý nha, ớt sắc được cay nha. Ở đây ngoài ra nó còn thêm một cái chén muối tiêu nữa. Rồi, mình ăn hết cái tô hủ tiếu mì bò kho này nha. Mình vừa ăn xong tô hủ tiếu mì bò kho mấy bạn ha, và chạy ra lại đường Lương Nhữ Học. Như nãy mình đã nói là phần bò kho, phần gân bò rất là ngon, phần mì ok. Về cái phần nước lèo thì mình không đánh giá cao, mặc dù là họ nấu theo cái kiểu vị hoa, nhưng mà nó vẫn có thiếu một cái yếu tố gì đó khiến cho mình phải nhớ từ cái hương vị nước lèo của nó. Nói chung là tô hủ tiếu mì bò kho đó đối với mình là đạt về phần bò kho và phần gân bò.